dòng ngô biến đổi gen các bạn. Đấy, đi thăm qua xem nó là nó phát triển thế nào. Như các bác nhìn này, nhìn tuyệt vời không? Bây giờ nó cao 1,5 m, 1,6 m hết rồi. À, cái loại biến đổi gen này thì chăm sóc nó nhàn hơn, đúng không? Nó ít sâu bệnh. Và lên nó đều. Tưới đúng một lần thôi. Đúng một lần mà em bón thóc luôn. Ờ. Làm chuồng này để nuôi vỗ béo này là quá hợp lý rồi, quá tốt rồi. Hai cu chịu khó ghê ha. Chịu khó. Quá giỏi chưa? Hello các bác. Chào mừng các bác đã đến với HLT Channel. Hôm nay mình đang lên Phú Thọ có việc. Bạn này bán vào là qua nhà bạn ấy chơi chút. Xem nó là cái ngô sinh khối. Bạn ấy mua của mình đâu đó rơi tầm khoảng 10 20 cân gì đó. Dòng này là dòng biến đổi gen. Nhiều bác bảo là mùa đông trồng cái gì thì mùa đông trồng ngô này này. Cái này là được bao nhiêu ngày rồi đấy? Em trồng ngô hơi muộn nhưng mà vừa rồi em bón ngô thúc với là nó lên nhanh ấy. Tỷ lệ lên đều ha. Lên đều á. Đây là hôm nay hồi đấy là mua bao nhiêu cân nhỉ? Hôm đấy em lấy là 9 cân nhưng mà còn thừa. Vẫn thừa? Vẫn thừa, vẫn để lại, vẫn chưa trồng. Một cân trồng được khoảng 450 đến 500 mét vuông không? Vâng, được tầm đấy. Cái này trồng dày thế. Vâng, đấy em tỉa bớt đấy. Trồng dày quá. Lúc này em dính nó hơi bị vừa rồi mưa nó bị thừa nước. Đằng kia nó đẹp hơn. Cái này là biến đổi gen đấy hả? Vâng, đây con đưa ra đằng này. Đi đi tham quan cái ngô. Bởi vì là mình cũng cung cấp này nhiều rồi nhưng mà đi qua một số mô hình thì họ cũng phát triển rất là tốt. Cái dòng ngô này phát triển rất là tốt. Cái này làm luống lên như này tốt hả? Đây em nuôi thử nếu mà trồng thử nó đạt năm sau em trồng trồng. Nhà mình nuôi bò hay là bán? Nuôi trâu. Nuôi trâu à? Dày đấy. Em cứ để cho lên map xong em chặt thử. Dày quá. Số số đây là. Có cái ruộng bên trong thì chưa cây to lắm. Cái này là nguyên tắc là hàng cách hàng rơi tầm khoảng 65 phân, 60 65. Còn đây mới được rơi tầm khoảng hàng cách hàng 40 phân. Chưa đầy 40 phân luôn. Luống hơi bé. Luống hơi nhỏ. Rồi tiếp theo là cái mẹ chơi hẳn hai hai cây một luống à một hốc luôn này. Ông như này đẹp rồi, nên đều này quá tốt rồi. Này bác này. Cây ngô lên nào ấy. Ngô này là ngô biến đổi gen nhưng mà từ lúc trồng giờ đã phải phun thuốc phát rào chưa? Em chưa phun phát rào. Chưa phun phát rào á? Cái ngô biến đổi gen này thì nó kháng bệnh rất là tốt. Lúc giai đoạn trồng xong là phun luôn đó hả? Bón thúc giai đoạn 3 4 lá không? Em chỉ có tưới một lượt. Đúng rồi, tưới một lượt và em bón phần tưới cái đạm à? Em tưới đạm mới lần với lại thuốc phi dễ. Tưới cái dễ xong em này cây to. Mới lại đây thừa cây to này. Vâng, cây thừa to. Như này đã cao 1,5 m bố rồi. Cái này là mấy chắc là rơi tầm khoảng đôi chục ngày nữa bắt đầu ra hoa nhỉ. Vâng, cây to. Em cứ phân trâu ải lên em trộn lẫn phân gà em bón. Thế thì tốt rồi, đây này. Làm này em nhìn thân cây này mà loại này sau này như cái cây này phải rơi tầm khoảng cân 1, cân 2. Vâng. Cả bắp luôn. Năm ngoái thì em phải đi mua nhưng mà năm nay kênh đồng em bỏ không mà em ở dưới này. Mượn lại đúng không? Nước, tôi gì? Nước thuận thì em mượn. Đúng rồi. Mình chỉ sợ là mùa này á trồng là nó hay có vấn đề là đến cái thời điểm mà có bắp á. Vâng. Chuột. Là chuột. Chuột.
Đấy, chuột nó tất cả các khu vực ở đồng này nó chui vào đây. Không, nếu mà giả sử như là có chuột là phải lấy cái túi ni lông căng xung quanh thì mới được. Đúng rồi, đúng rồi. Phải căng xung quanh để tránh hiện tượng nó chuột nó vào. Một cây to nhỉ? Vâng. Cây thưa này cây to thật. À, hàng cách hàng như thế này là à, cây là 20 phân. Vâng. Hàng cách hàng rơi tầm khoảng 60 phân, nhưng mà cái này nếu mà mình làm luống như thế này thì cũng hợp lý thôi. Vâng. Vì cái hàng cách hàng nếu mà tính từ bên này sang bên kia là cũng rộng, như nếu mà làm lên luống như thế này phải rơi tầm khoảng cả 1m2. Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy, vì nó còn rộng vậy. Cái này quá tốt bởi vì là có đủ nước như này. Vâng. Mình nuôi bao nhiêu con trâu? Em bây giờ có 22 con. 22 con à? Ồ. Cái này là sau này bắp to lắm rồi. Em vừa nói anh bảo em lên cái phòng ấy. Phòng xem trong. Đây là dày. Lúc cắt em làm không kịp, em thuê một mà hai bà nữa bảo đi cắt tỉa rồi chỗ nào ấy. Không muốn cắt hả? Đây là những cái dòng biến đổi gen đấy bác. Ui, lòng nhìn đẹp không? Đây là gieo rồi chứ không phải là trồng nữa đây này. Ôi nhìn xuống nhá. Nhìn đẹp thật. Ngủ quá đẹp luôn vợ. Cái loại biến đổi gen này thì chăm sóc nó nhàn hơn, đúng không? Ít sâu bệnh. Và lên nó em đều. Tưới đúng một lần thôi. Bón thóc luôn. Cái này là nó đủ dinh dưỡng này. Còn nếu mà giả sử như là lá vàng hay là lá mà đỏ chân các thứ là do có vấn đề. Cái này thì bên dưới này không sao, nhưng mà giả sử mình phải theo dõi cái lá này. Lá bên nhưng trên mà cao đến rơi tầm khoảng 17-18 lá. Thì lại phải bón thêm cây kali nữa. Kali để nó chắc hạt, với lại thứ hai nó cứng cây hơn. Cứng cây hơn. Này tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời rồi. Ở sau này nếu mà giả sử như là năm sau ấy mà tính toán là mở rộng lên thêm. Đẹp á. Quá tuyệt vời luôn. Nhìn cái vườn ngô này mà. Này là năng suất lắm. Cái này cực năng suất luôn. Dòng ngô biến đổi gen các bạn, nay đi thăm qua xem nó là nó phát triển thế nào. Như bác nhìn này, nhìn tuyệt vời không? Bây giờ nó cao 1,5 m, 1,6 m hết rồi. Loài này phải cao rồi tầm 2,5 m, 3 m đó, đến giai đoạn mà nó ra bắp ấy. Bây giờ mới được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tức 8 lá thật thôi. Bây giờ tính ra mới được có 8 lá thật thôi. 2, 4, 6, 8 lá thật. Cái này rơi tầm 17-18 lá, bón lại lần nữa là ok rồi, ngon lành rồi. Bây giờ đi vào trại nhà bạn ấy, ngó đàn trâu một chút các bác nhỉ. Tiện qua đây. Mình nuôi trâu lâu chưa? Em gọi điện thoại anh đấy. Gọi điện thoại anh là kim cách chuồng đây. Đây là bắt trâu trên nhảy phòng không? Phòng bắt trâu 3 con này. Bao con này à? Một to là này là núc nó gầy nào, núc bắt núc 32 triệu một cặp. Con này nó còn nghẹt rồi. Nó ra đồng nó đỏ. Cái này là cũng mới làm thôi đúng không? Dạ. Vâng, mới làm thôi đúng không? Nhưng mà về tính toán là nhé ra đồng hết à? Là phải Trung Quốc không nhập ra, phải xem nó là mẹ tự thịt ra đó. Vâng. Không phải bán lỗ trồng vó luôn. Vâng. Không phải đơn giản đâu. Chỉ sợ là Trung Quốc, quan trọng là Trung Quốc nó có nhập hay không ấy. Vâng. Trung Quốc không nhập phải chết. Bò trâu này nếu mà đến tuổi này vỗ nhanh lắm, 3 tháng là béo tốt rồi. Em trồng em vừa cho giùm sáng tươi rồi, đây băm cỏ sáng tươi mà còn 30 giờ mới cám cả chế. Quan trọng thì vấn đề là đủ thức ăn cỏ xanh mọi thứ cho nó thôi. Cỏ em trồng 2 mẫu. 2 mẫu à? Vâng. Bây giờ là có đủ không?
Có đủ thức ăn cho nó không? Đủ cỏ thôi. Này châu cái à? Châu cái à? Đang có chửa à? Con này nuôi nó mất cho là một cặp mẹ con là 28 triệu 500, con đồ Ờ, nhìn như con này như kiểu có chửa ấy, bụng to đấy. Có chửa lại đấy. À. Có chửa nhưng mà ấy lấy giống có chửa. À. Này nhìn đẹp à. Này cái này là con này lúc bảy nó cũng nhìn lên người này. Con này chưa lên cổ đâu nhá. Con này chưa lên được cổ đấy đâu. Vâng, chưa đấy nó không nhảy. Chưa. Nên nó bằng dưới lên trên nó bằng nhau. Con này chưa đấy. Vâng. Cái này phải tính toán hot như xịt xuống hết bill cả. Em hot để ngoài hôm nay là đi đám giấu ở ngoài này. Cái này là cho nước vào đây là cho uống luôn hả? Vâng. Ở đây là ngày xưa là tính là làm thêm một ngăn nữa bên này à? Làm cho. Làm cho. Đây là những cái dòng châu nghé, châu choi choi. Vâng. Đây là những cái dòng này còn nuôi lâu lắm. Vâng. Về châu là phải rơi tầm khoảng 4-5 tuổi trở lên thì bắt đầu nó mới có mới có thịt được, tức là nó mới lên cổ được. Vâng. Bọn này nó cứ nhằm nhằm này thôi. Vâng. Cứ phải tầm từ 3 tuổi lên đây nhỉ? Đúng rồi. Phải rơi tầm khoảng 4 tuổi trở lên nó lên nhanh. Vâng. Như dòng này bây giờ mới được đâu đó rơi tầm khoảng 2 năm như mấy. 2 năm. 2 năm như mấy. Rồi vừa rồi là mua những dòng này bao nhiêu tiền con? Nó 23. Này nếu mà giả sử không bán được phải tính toán. Cá cặp này thịt ra để bán 21 triệu 500 con. Ờ. Bây giờ nó không quan trọng về thức ăn đâu, và quan trọng đó là đầu ra. Cái đầu ra. Nó này vỗ lên lúc nào lên. Ông nó hôm qua mình lên trên Hà Giang nó con to to hơn như này. Em thấy anh quay là nó trả 32 triệu trên kia. Ừ. Tức ở trên Hà Giang. To hơn này. To nó cũng tầm này thôi. Ừ. Tầm này thôi. Nhưng mà nó cổ nó lên rồi. Ừ. Này là chưa lên cổ. Đúng rồi, chưa lên cổ. Chưa mình hơn lõm luôn mà cổ. Ờ đúng rồi, con này là chưa lên. Ừ. Nó phải dày hết cả mình ra cơ. Vâng. Này chưa đẩy. Vâng. Đấy. Móng phải ngắn. Vâng. Móng bè. Vâng. Thì châu mới ăn uống tốt. Vâng. Đó đây mô hình chăn nuôi châu của bác này. Nhưng mà chăn nuôi đúng cái thời điểm khó khăn. Đúng thời điểm khó khăn mà Trung Quốc nó không nhập. Để bác cũng vất vả, cực kỳ vất vả luôn. Đó, nhưng mà hai chục con châu này trồng được rơi tầm 2 mẫu cỏ. 2 mẫu cỏ cộng với lại giờ là trồng được cũng đến cả mẫu ngô đó. Mùa đông này thoải mái cho châu ăn luôn. Đối với giai đoạn này là chăn nuôi cầm cự thì thôi cho ăn cỏ với lại rơm thôi các bác. Có cái gì cho ăn cái đấy thôi. Bây giờ hiện tại là nhà bạn ấy còn cho ăn cả củ sắn này nọ thứ nữa cơ. Đó. Chuồng trại mọi thứ cũng khá là mát đúng không? Đấy, sau này bạn ấy tính là làm thêm một cái ngăn bên này nữa này. Nhưng mà bây giờ là đang thời điểm khó khăn nên là cũng khá là vất vả các bạn. Đó. Mà mình đầu tư vào đây bao nhiêu tiền rồi? Cả chuồng trại mọi thứ. Hả? À? Hơn 500 triệu cả con giống cái thứ. Vâng. Giống này thì chắc là tính ra chắc rơi tầm khoảng 400 đấy nhỉ. Vâng. Phải 400 đó, cộng với lại khoảng 100 triệu thì chuồng trại nhà cửa mọi thứ kho kiếc. Nơi đất đổ lên trước là không tính tiền à? Đất trước lên sâu lắm, trước lên 3 mét đất. Không, làm chuồng này để nuôi vỗ béo này là quá hợp lý rồi, quá tốt rồi. Hai cu chịu khó ghê ha. Chịu khó. Xe máy là xe công của bác HNT. Quá giỏi chưa? Đấy, cu nhà mình bao giờ mới được như này, trời ạ.
Bây giờ vẫn lúng líu lắm. Sau này phải tính toán là ngày xưa này về bác là cái mô hình chăn nuôi trâu này lợi nhuận nhanh lắm, 2-3 tháng là kiếm lợi nhuận cao lắm. Bây giờ Trung Quốc nó đếch theo nhập đấy là các trại chăn nuôi trâu này chết. Cái này là mình mua cho trâu là xung quanh đây là như thế nào? Con này em lên Hàm Yên cây qua cây 31 bắt con này. Con nào? Con mẹ to con này. À. Con nó đẹp lắm, con nó ra ngoài, con nó mập. Ờ. À. Nhưng nuôi trâu mẹ này là cũng đừng có cho nó ăn tốt quá nha. Không, em cái này chỉ có mới sắn với cỏ, không ăn được chúng ta. Bây giờ sắn với cỏ mà nó béo như thế này á. Vâng. Wow. Bây giờ cái chi phí một ngày một con trâu này là ăn khoảng bao nhiêu tiền? Em đây cũng tính rồi, tại vì cỏ thì tự cắt, sắn thì cái xe bò thùng này, cái giữa khoảng tầm này. À, tức là nhà mình cũng trồng sắn à? Em trồng một mẫu. Ồ, bây giờ mình phải tính toán chứ, bây giờ giả sử như bây giờ cỏ mình phải tính 500 đồng một cân chẳng hạn. À, vâng. Đúng không? Còn sắn thì nó phải khoảng bao nhiêu tiền một cân đấy? Vậy mình phải tính cái chi phí đó ra, không thì mình vẫn bán được mà, đúng không? Đúng. Bán vẫn có tiền mà. Đúng rồi. Đấy. Ông trâu này là ok rồi. Quan trọng nhất đó là cái giá cả thôi. Giá cả nó ngon lành thì không sao, nhưng mà giá cả mà không đâu ở đâu là vất vả lắm. Mỗi cách đó là bây giờ khi nào con nào chín là tự xử lý thôi. Đó, review qua cho bác với mô hình chăn nuôi trâu, thời điểm báo giá trâu đó bác. Các bác có thể tham khảo nha. Nói chung là cái này thì mình đã tư vấn rất nhiều rồi. Quan trọng cái vấn đề là nó có gặp cái thời hay không thôi, có được giá hay không thôi. Nếu không được giá thì chịu, rất là khó. Mình kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau nha. Xin cảm ơn toàn thể bác.